tất cả mọi người đều phải làm việc tại nhà. Có rất nhiều bạn bè cũng như là người thân hỏi mình là họ muốn uống cà phê tại nhà thì họ bắt đầu từ đâu. Thì mình đều khuyên là mọi người nên bắt đầu từ các loại cà phê hand drip phô vở ấy. Nó vừa đơn giản, vừa dễ, vừa uống được lâu, vừa thơm. Nói chung là nó rất nhiều ưu điểm. Đó, vừa dễ mua. Tuy nhiên thì ngay cái việc chọn một cái phễu để uống, để pha pour over, để pha hand drip tại nhà thì với người chưa biết gì mới bắt đầu thì cũng là tương đối khó khăn, bởi vì có rất nhiều loại phễu trên thị trường, cực kỳ nhiều loại của các hãng từ Nhật, từ Mỹ, Đài Loan, Trung Quốc, và điều đó thì cũng làm cho những người bắt đầu tương đối hoang mang. Thì mình không phải chuyên gia, tuy nhiên thì ở clip này thì mình sẽ chia sẻ những cái trải nghiệm của mình cũng như là ý kiến cá nhân của mình về việc là những người bắt đầu thì nên chọn cái phễu nào để có thể uống cà phê tại nhà được một cách tốt nhất, được trải nghiệm tốt nhất. Đầu tiên thì mình đang có mấy cái phễu mình đang sử dụng tại đây, đã từng sử dụng qua: Bluebot này, Cafex này, Origami này, Hario Decanter và một cái bình Chemex. Đó, thì nhìn thì mới có mấy cái loại cơ bản nhất mà mình đã sử dụng thôi thì mọi người đã thấy là rất là nhiều rồi. Thì làm sao những người mới chơi họ phân biệt được là có những loại nào và nên sử dụng loại nào? Thì quan điểm cá nhân của mình là mình sẽ phân loại theo loại giấy. Đầu tiên là bạn muốn mua, muốn sử dụng tại nhà và muốn đơn giản nhất thì bạn phải mua được những thứ mà nó thông dụng nhất, phổ biến nhất tại Việt Nam, và bạn hoàn toàn có thể mua được ngay. Đó, thì cái giấy lọc mình thấy nó là cái quan trọng nhất, và mình phải dựa vào cái giấy lọc để biết là mình nên mua cái gì. Thì có rất nhiều loại giấy lọc cũng như là rất là nhiều hãng khác nhau. Tuy nhiên về nổi tiếng nhất thì chắc là bạn biết đó là giấy lọc V60 của mà nổi tiếng nhất là hãng Hario này. Thì đây là cái giấy lọc V60, rất nhiều loại. Đó, có giấy chưa khử trắng này, giấy khử trắng rồi này. Thì đây là cái giấy V60, anh gọi là V60 đi. Đó, thì nó được thiết kế ở cái góc nghiêng 60 độ. Đó. Và loại giấy thứ hai cũng phổ biến không kém, đó là giấy giấy sóng hay là của hãng Calita, gọi là Calita Way. Thì đây là cái giấy phổ biến thứ hai. Thì đây là hai loại giấy phổ biến nhất và thông dụng nhất ở Việt Nam hiện tại. Đó, còn rất nhiều các hãng khác sản xuất các loại giấy riêng dành riêng cho phễu của họ. Tuy nhiên đây là hai loại giấy thông dụng nhất và có thể dùng được rất nhiều loại phễu, và các loại phễu khác nhau thì hầu hết đều có thể dùng được hai loại giấy này. Thì đây là hai loại giấy thông dụng nhất và mình chỉ phân loại các loại phễu dựa trên hai loại giấy này thôi. Còn các cái loại giấy đặc biệt, đặc thù dành riêng của các cái hãng, các phễu dành riêng của các hãng sản xuất dành riêng của họ thì mình sẽ không nói ở đây, bởi vì thứ nhất mua khá là đắt, thứ hai là không phổ biến tại Việt Nam và bạn rất là khó mua. Đó, thế thì hai loại giấy cơ bản nhất mà mình giới thiệu đó là Hario của hãng Hario của Nhật và Calita cũng của Nhật. Đây là hai loại giấy cơ bản nhất. Đó, thì mình sẽ giới thiệu cơ bản dựa trên hai loại giấy này. Giấy V60 này thì nổi tiếng nhất là hãng Hario và các loại phễu cũng làm theo hình dáng này. Thì về lịch sử của giấy hay lịch sử của hãng Hario thì mọi người có thể Google, nhưng mình không thể nói, mình không nhớ, không muốn nói đến ở trong clip này. Thì để dùng cái giấy này thì sẽ có các loại phễu. Đây là một cái phễu nhựa của Hario V60 và mọi người sẽ thấy là nó thiết kế để có thể đặt được cái giấy này vào, có một lỗ thoát ở đây. Và đây là cái thiết kế cơ bản nhất của hãng, thông dụng nhất là hãng Hario. Ngoài ra, ngoài hãng Hario ra thì sẽ còn rất nhiều hãng khác cũng sản xuất cái phễu V60 này. Ví dụ như đây là hãng Cafex của Nhật, họ cũng sản xuất cái phễu V60 và cũng dùng cái giấy Hario này. Đó, thì đây hình dáng khác một chút xíu về các cái đường rãnh bên trong để có thể thoát nước khác đi. Đó, hoặc là giấy nó không dính vào, thì đấy là tùy vào cái thiết kế của các hãng khác nhau. Tuy nhiên về cơ bản đây là cái loại phễu thông dụng nhất là có cái góc 60 độ này, đường chéo 60 độ này. Thì đây là loại giấy thông dụng nhất và mọi người có thể dễ dàng mua nhất tại Việt Nam. Đó, đơn giản là mình chỉ gấp giấy lại. Đó,
và mình bỏ vào, thế là xong. Đó. Loại giấy thứ hai và các loại phễu thứ hai thông dụng không kém đó là Calitaway, thì còn đơn giản hơn, mình không phải gấp gì hết, chỉ việc cầm nhét vào, thế là xong. Thế thì hai loại giấy gì, hai loại giấy cũng như hai loại phễu thông dụng cơ bản này khác gì nhau? Hãng các cái loại phễu V60 thì nó sẽ có một lỗ thoát ở đáy này và một cái đáy chóp nhọn vào như thế này, thoát nước ở đây. Còn cái loại phễu mà dùng giấy Calitaway ấy, thì nó sẽ có cái đáy bằng. Mọi người sẽ nhìn thấy bên trong của đáy nó bằng. Đó. Về cơ bản của hai loại phễu và giấy này thì cái V60 thì dòng chảy của nó nếu mà khua không cẩn thận thì nó dễ bị tắc hơn. Còn cái giấy Calitaway này thì dòng chảy của nó sẽ chảy tốt hơn. Tuy nhiên thì nếu mà cỡ size không tốt hoặc là khua không tốt thì nó dễ bị channeling hơn. Đó. Thì đây là hai cái loại cơ bản. Ngoài ra tất cả các loại phễu khác thì đều dựa trên những cái hai loại giấy này. Đây. Như cái phễu Carfex này của hãng Carfex thì cũng dùng cái giấy V60 y chang như thế này. Đó, hay là một cái phễu rất là đặc biệt, đó là cái phễu Origami rất là nổi tiếng ở vài năm gần đây. Thì cái phễu Origami này nó đặc biệt ở chỗ là nó thể sử dụng đồng thời cả hai loại giấy này. Cả giấy V60 thì nó cũng dùng được. Và giấy Calitaway thì nó cũng dùng được. Đó. Như nhau. Đương nhiên là dùng mỗi loại giấy thì với cái phễu Origami này thì nó sẽ có một cái tác dụng khác nhau. Thì đi sâu về các loại giấy của cái ưu điểm và nhược điểm của hai cái loại này thì mình sẽ không nói trong clip này vì nó tương đối là dài. Đó. Tiếp theo ngoài phễu ra thì mình sẽ phải còn cái bình server nữa. Đây là cái bình server để mình chứa cà phê khi mà khô xuống. Thì có rất nhiều loại, các loại bình server khác nhau. Thậm chí như mình hay dùng nhất là mình dùng luôn cái cốc mình uống cà phê. Đây, cái cốc này mình đặt lên và mình sử dụng tiếp luôn, không cần phải rót ngược lại nếu mà mình uống một mình. Đó, ngoài ra ví dụ như cái phễu, cái bình decanter này rất là đặc biệt. Cái bình decanter rất là đặc biệt bởi vì cái bình chứa này có thể đặt cái phễu vào trong. Thì cái này rất là hay. Nó có thể giúp giữ nhiệt tốt hơn này. Bình khá là đẹp này. Đấy. Kiêm luôn cái giữ phễu ở trong. Còn riêng Camex thì nó là một loại rất là đặc biệt, rất là khó dùng cũng như là ít phổ biến ở Việt Nam nên mình sẽ không nói tới cái loại bình này. Ngoài bình chứa ra thì ví dụ một số loại phễu như là phễu Origami nó không có cái holder. Như cái này đều có cái holder này. Đây là cái holder nó đúc sẵn ở trên phễu luôn. Thì mình sẽ phải còn mua thêm cả cái holder này nữa. Đó. Thì về chi phí để mua bao giờ cũng thế, thì V60 bao giờ cũng là dễ nhất, rẻ nhất, bởi vì hãng Hario đã phổ biến và phổ cập rất là nhiều trên thế giới. Họ rất là nhiều loại phễu khác nhau, phễu nhựa, phễu sứ, rồi là phễu thủy tinh của Hario rất là nhiều. Đó. Vậy nếu vậy thì dành cho những người mới bắt đầu uống cà phê tại nhà thì cái phễu nào thì nó sẽ là tốt nhất? Thực ra thì không có cái phễu nào gọi là tốt nhất dành cho người mới chơi cà phê tại nhà cả. Bởi vì bạn cứ mua cái phễu bất kỳ, bạn chỉ cần quan tâm đến cách sử dụng nó đúng cách thì bạn hoàn toàn có thể pha ra những cốc cà phê rất là ngon lành mà không phải do chất lượng của phễu. Đó, bạn chỉ cần mua đúng cái phễu chính hãng mà thôi. Đó. Tuy nhiên thì mình sẽ có đưa ra các cái tiêu chí khác nhau. Ví dụ nếu tiêu chí của bạn rằng bạn muốn một cái phễu bộ phễu ngon, bổ rẻ để cho bạn có thể làm quen với cà phê và để có thể bắt đầu tiếp cận cà phê tại nhà. Các loại cà phê nó sẽ hơi khác biệt so với cà phê nâu đen truyền thống của bạn hay uống thì nên mua cái loại nào? Đó. Thì với mình, lời khuyên của mình là nên mua cái bộ bình Hario decanter này. Bộ decanter này nó rất là đặc biệt ở chỗ giá nó tương đối rẻ. Giá nó chỉ quanh quanh khoảng 600-800 ngàn tại Việt Nam cho cả một bộ bình và phễu như này. Thiết kế rất là đẹp. Trong tất cả các loại bình và phễu đây thì mình đánh giá là cái bình chứa này của decanter là đẹp nhất, cầm rất là nghệ. Đây, cầm rất là nghệ. Một cái phễu nhựa rất là bền.
cái phiếu nhựa này rất là bền và cách nhiệt tốt, thiết kế cũng rất là tốt, thiết kế đặt thẳng bếu phễu lên trên bình này rất là đẹp và nhiệt không bị thoát ra ngoài, có một cái lớp tay cầm silicone ở đây đó. Thì cái bình này là rẻ nhất này, tiện nhất này, đẹp nhất này, và kể cả trong thao tác sử dụng thế, ví dụ như thói quen của mình là hay cầm bình để lắc, hay cầm bình để lắc khi mà bloom, thì cầm cái bình này là mình cầm cả phễu và mình bloom nó rất là dễ, trong khi nếu mà mình cầm cả cái phễu này mình cầm lên thì nó rất là khó, và buộc mình cầm hai cái lên nếu không muốn sợ nó rớt ra ngoài. Đây, mình sợ nó rớt mà mình cầm cái này nó rất là bất tiện và không thể dùng một tay được đó. Thì với một chi phí rẻ nhất và bạn có thể tiếp cận được cà phê tại nhà thì đây là một cái sản phẩm rất là đáng giá, giá nó chỉ quanh quanh từ 600-800 ngàn thôi, made in Japan. Đấy, V60, và bạn rất là dễ dàng mua giấy, giấy của V60 của Hario cũng là rẻ nhất ở trên thị trường đó. Thì đấy là tiêu chí nếu bạn muốn một tiếp cận cà phê cách ngon, mùa rẻ nhất, để có thể tìm hiểu hơn về cà phê, để xem bạn có thích cái loại cà phê này hay không, cái cách uống cà phê này hay không, để có thể đi sâu hơn, thì cái bình này là bình đáng giá nhất Hario được can tử. Còn nếu bạn đặt tiêu chí là đẹp, thực sự là đẹp và có cái trải nghiệm cả hai loại giấy, cả cái giấy V60 và cả cái giấy Way này, thì cái phễu bạn nên mua là cái Origami này. Cái phễu Origami này rất hay, nó đẹp, phải nói thực sự đẹp về thiết kế, về màu sắc rất đẹp, và bạn hoàn toàn có thể trải nghiệm được cả hai loại giấy ở trên cái phễu này, cả giấy V60 và giấy Calita Way. Đó, thì bạn có thể chơi được sâu hơn. Giá thành nó sẽ tương đối cao hơn khi mà một cái phễu này nó đã giá khoảng 700 ngàn rồi, chưa tính cái holder, chưa tính cái bình này. Đó. Tuy nhiên bạn sẽ có được nhiều giá trị từ cái phễu này. Cái phễu này khá đẹp và mình khá thích, tuy nhiên thì cái phễu mình sử dụng hàng ngày nhiều nhất lại chính là cái phễu Blue Boss này. Cái phễu Blue Boss này thì với cái giấy Calita Way thì sẽ khi mình pua thì ít bị lỗi hơn. V60 thì bạn pua cần phải chuẩn chỉ hơn về mặt kỹ thuật để tránh bị tắc dòng chảy. Thì cái phễu này thì mình là thiên hướng người rót là theo kiểu là tổ tiên chỉ bảo thôi, nên là mình thích cái giấy Calita Way này hơn. Và cái phễu Calita thì nó lại không ngon bằng cái phễu Blue Boss này, chính vì thế đây là cái phễu mình sử dụng nhiều nhất, đặt thẳng ở đây. Còn cái bình này thì mình bây giờ ít sử dụng hơn, do mình ít sử dụng cái V60 hơn. Còn cái phễu này là cái bình decanter này là cái mình sử dụng hồi xưa, cách đây 1 năm thì mình dùng nhiều nhất, dùng hàng ngày hơn tất cả các loại phễu khác. Ok, vậy tổng kết lại thì với những người mới bắt đầu tìm hiểu về cà phê thì anh em nên lưu ý về hai loại giấy này, giấy Calita Way 155 hoặc 185, 185 là size to hơn, và giấy V60, giấy V60 của hãng Hario, còn đây là của hãng Calita. Thì cứ đúng loại phễu nào sử dụng hai loại giấy này thì mình nên mua đó, và loại phễu nào phù hợp với thẩm mỹ cũng như là nhu cầu của mình thì mình mua thôi, không có quan trọng đó. Và khi có hai loại phễu, có cái loại phễu mình sử dụng cái loại giấy thông dụng này rồi thì mình hoàn toàn có thể trải nghiệm, sau khi trải nghiệm xong thì mình có thể trải nghiệm những các loại phễu khác đó. Video của mình hôm nay chỉ dừng ở đây thôi. Hẹn gặp lại mọi người trong các clip sau. Xin chào và hẹn gặp lại.